anh em, chào anh em trở kênh của mình nhá, phụ tùng ô tô nhà Đức. Hôm nay thì mình lại đang chuẩn bị cái cảnh lên đời cho anh trai cái tay gương. Đấy, như cái đầu video thì mình đã nói là mình sẽ lên cái tay gương đôi. Có nghe ngày xưa thì các bạn biết là đầu Isuzu đầu vuông đầu tròn thì nó sẽ là một gương, giờ mình sẽ lên đời hai gương tay gương dài để lắp được hai gương, và mình sẽ lên hết là gương béo anh em nhá, gương béo là của Isuzu đầu vuông đấy cho anh trai. Tháo lắp rất đơn giản, đây các bạn theo dõi mình nhá. Đầu tiên là anh ấy đã từng gọi là cắt chế này, anh ấy đã từng chế hàn này. Đấy, nhưng mà nhìn nó không đẹp, nó bị rung. Đấy, như giờ nhà mình làm theo đúng form chuẩn thì nó sẽ không bị rung nha anh em nhé. Đấy, không bị rung cái gì cả. Đấy, ok nha anh em. Đấy, ok cho anh em. Rồi, anh em theo dõi mình nhá. Rồi mình đang chuẩn bị tháo cái tay gương này ra, và mình sẽ lắp thành cái tay gương của đầu tròn, đầu vuông anh em nhé. Tháo xong toàn bộ các bạn tay gương này. Đấy, mình đang vào cái lò xo. Đấy, cho anh em biết chốt qua. Vam anh em nhé, mũ vam này mình đã chề sẵn đấy các bạn này. Đây là xong các bạn nhá, đơn giản cốc chút lên. Cứ quay chủ đây vào đây. Quay đây trong chung, bỏ đây ra đây. Đấy. Ngược chân đúng không? Sao đâu, đơn giản. Xong rồi bên mình sẽ thay ốc cái ốc cho anh trai nhá. Ốc của anh trước anh ơi chùn. Đấy, ốc thì các bạn nhớ bôi mỡ giúp mình nhá. Đó, theo xong thôi. Đấy, quan trọng là vấn đề là chúng ta ép cái lò xo đưa sang, còn các bạn giữ cái cốt chân cũ này và cái lò xo theo xong. Còn cái này thì nhà mình làm khớp hết rồi. Đấy, anh em thấy không, rất là đơn giản luôn đây. Thấy không, đây tôi tay gương cũ anh đi đây. Đây tay gương cũ đây các bạn. Đấy các bạn thấy không, đây là mình chỉ cho các bạn một cái các bạn biết này. Đây cái hàng xin đeo xe của nó này, xin đeo xe của nó thì nó sẽ có những cái chấm này các bạn này, có những cái gờ đây này, những cái gờ này là nó sẽ ăn im nằm im tại chỗ ở trên gương. Còn hàng hiện tại thị trường nhà mình nhà không có làm gờ, nhà mình sẽ làm gờ anh em nhé, nhà mình sẽ làm đúng làm gờ này luôn. Đây giờ mình sẽ lấy cái tay gương này các bạn xem. Đây tay gương nhà mình đây. Đây là mình đây các bạn nhé. Các bạn thấy không? Các bạn nhìn này, nhà mình làm đúng như hàng hãng luôn này. Các bạn nhìn thấy không? Đồng quá. Điêng. Các bạn nhìn thấy không? Vừa này. Làm giống hệt hãng luôn. Các bạn nhìn thấy không? Nhà mình làm giống hệt hãng luôn, cả gờ luôn. Thế thì này anh em tránh tình trạng là anh em sẽ di chuyển và nó sẽ không bao giờ bị sọc lại cái gương. Còn nếu mà các bạn không mua trên thị trường mà nó không làm gờ ấy, thì các bạn đi một thời gian sẽ bị rung. Đấy, cái gờ tại sao? Cái gờ rất quan trọng nhá. Cái gờ là nó sẽ ăn vào những cái lỗ ở cái chân trên này, là nó sẽ có bốn cái lỗ. Đấy, các bạn nhìn phập rồi. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, các bạn thấy không? Ngon luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đây, các bạn nhìn lắc thử cho các bạn xem nhá. Các bạn nhìn này. Đấy, nó há lên này. Đấy không? Vào đúng lỗ nó sẽ sập xuống. Đấy các bạn thấy không? Đấy, thế nên thành ra là anh em phải lưu ý giúp mình là nhà mình làm cái tay gương này ấy, là mình đã rút kinh nghiệm rất nhiều trên thị trường, làm đúng form zin. Nhưng mà nó sẽ tua dài ra và vào đúng cái tầm anh em nhá, vào đúng tầm để anh em nhìn được sau. Nhìn được hết đi xe cho anh. Hết đuôi hết đi luôn đúng không anh? Đấy, ok nha các bạn nhé. Chuẩn nha anh. Chuẩn luôn đúng không anh? Đấy, ok các bạn nhá, chuẩn luôn. À, đây là gương toàn bộ này là gương của mập nhá, gương mập nhá, của con Isuzu đầu vuông anh em nhá. Đấy, đúng tầm nhìn của anh ấy luôn các bạn. Hai gương mập luôn. Đó các bạn thấy không? Rất là đơn giản. Đấy, sau khi lên xe thì nó sẽ như này các bạn. Đây là mình chưa đẩy cái đi lắp rồi mà, tí mình sẽ đi lắp rồi các bạn. Thì nó ngon nữa. Các bạn thấy không? Đây sau khi lên xong toàn bộ tay gương đây nó sẽ như này. Đấy, đưa tay gương mập các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn đầu xe này, các bạn nhìn đầu xe này. Quay quay anh em đầu xe, các bạn thấy không? Ok chưa? Mét luôn đúng không ạ? Đấy, anh em nhìn thấy không? Nó cân xứng quá ạ. Có nghĩa là cái khoảng cách nhà mình nó đua ra, đua đúng tầm để anh em nhìn được cả hết cái lóc xe, thùng xe, sườn xe. Đấy, và lắp như zin luôn, nói chung là lắp rất đơn giản anh em ạ, chỉ cần đưa cái lò xo sang luôn. Đấy, và toàn bộ nhà mình là chia sẻ là nhà mình là toàn bộ là làm theo đúng form zin luôn. Tiếp bằng form zin, anh em có thể lên đôi gương mập và có thể để đôi gương cũ anh em cũng được, tùy anh em. Đấy, đây đang giả nốt cho bác tài đôi xe mưa. Các bạn. Gương thì đặc biệt là gương SL hàng loại 1 anh em nhé, hàng công ty xịn của nó đấy, chứ không phải mình làm gương thường đâu. Gương xịn gương thường thì mình đã có video chia sẻ với các bạn rồi. Gương nhà mình toàn bộ nhập nguyên mất tiền. Nhìn không bao giờ bị lóa, không bao giờ bị ố luôn. Bảo hành cho anh em thoải mái luôn, không ố, không lóa, không nhòe, không rung. Đấy, còn tay gương thì đảm bảo anh em là làm đúng form chuẩn. Các bạn nhìn thấy không nét không? Đấy, các bạn nhìn form chuẩn không? Đó, mắt phát 10 như zin. Đấy, các bạn chỉ việc tận dụng lại cái chân này nè. Đấy, đưa chân này sang thôi và cái lò xo là xong. Đấy, và để lại cái chân cũ trên. Còn cái khung này là chuẩn 100% rồi. Nhìn là bao quát hết cả sườn xe, đầu xe của các bạn luôn nhá. Đấy,
nhìn là bao quát hết cả sườn xe. Đây là sau quan lắp con tròn anh ạ. Phía sau quan lắp con tròn nha. Vâng, xong rồi anh ạ. Đấy. Nhìn rất là nét anh em nhá. Rồi đoạn này mặt gương nhìn rất là nét luôn này. Đấy, quan sát thì hết tầm luôn. Mặt gương này rất là nét anh em nhá. Mặt nét căng luôn. Có dây anh em ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0988 23083 và 0988 23038. Đấy, đây là bộ quân cũ anh ý này. Đấy là đây, bộ quân cũ. Các bạn nhớ vào đúng cái khu vực nhà nước giúp mình nhá. Các bạn ơi, chỉ tầm khoảng 1 tháng nữa thôi là mình sẽ chuyển sang cái số nhà 110 các bạn nhá. Cách đây 4 nhà, hiện tại nhà mình bên đấy đang trong thời kỳ sửa chữa. Đấy, mình sẽ làm một cái design bên đấy nó rất là đẹp và lộng lẫy. Cũng như là mình sẽ có rất nhiều những cái chương trình phục vụ anh em và giá thì là cái mình sẽ bán trong vòng 1 tháng, giá tốt gần như là để xin vía anh em thôi. Thì 1 tháng đó là mình sẽ chuyển sang số nhà 110 các bạn nhá, và 1 tháng đấy mình sẽ bán xin vía anh em, đấy xin vía anh em ủng hộ mình. Đấy, ở đây thì anh em ủng hộ nhiệt tình rồi thì anh em qua đấy anh em ủng hộ nhiệt tình hơn nữa các bạn nhá. Số nhà 110 các bạn là cách đây 4 nhà đấy, thế là xong các bạn nhá. Đấy, ok em trai đó, đấy trai đi nhá, bye bye trai rất là nhiều luôn đó, anh em thấy không? Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Mình xin phép xuống ngay đây các bạn ơi.